Bố sơ vì địa chỉ anh. Rồi xã gì á? Phường gì? Bình Tân là như có tay thánh. Bình Tân tạo. Sao vậy? Em lộn giữa người chỗ làm ở chỗ đó. Tân tạo. Tân tạo A đó, tân tạo. Tân tạo A. Tân tạo A, tân tạo A. Rồi thì số nhà 270/6 ở Lê Đình Cảnh. Em cứ lộn quá lộn ghê vậy. Em lộn địa chỉ nhà với địa chỉ chỗ làm. Đúng rồi, hai bên lộn nhau. Ở khoảng. Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp được điều chỉnh lại thông tin trong bản khai y tế tại khu vực kiểm tra thông tin y tế ở ga tàu Sài Gòn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 11 tháng 4 năm 2020. Đây cũng là buổi sáng đầu tiên cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm hành khách đi tàu chống dịch COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây ra. Rất nhiều trường hợp chưa khai báo hoặc bị sai thông tin đã phải dành thêm thời gian ở vị trí này để điều chỉnh trước khi vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Dạ, tại vì thì ảnh thì đứng hơi xa một tí, thì em nghe không rõ, em nghe nhầm thành ảnh hỏi em là địa chỉ nơi làm việc, mà em trả lời là địa chỉ nhà, sau đó ảnh hỏi địa chỉ nhà, em trả lời địa chỉ nơi làm việc. Rồi tối là em đang cai mà mình thoải mái đi mất, ấy là mình khai báo trên điện tử, nó bị hết pin, giờ sáng nay lại đó khai báo lại, em cho con cô nhỏ thôi, chứ còn em là xong hết rồi. Dạ. Thì mình cái địa chỉ của mình không biết hay dạ. Sao mà dạ thì địa chủ địa chỉ của em là bán phòng trọ công nhân ở trọ nên nhìn cái điện về hỏi chỗ phòng trọ để người ta giúp mình cho số nhà. Những hành khách đi trên chuyến tàu SE3 tuyến Hà Nội Sài Gòn trước khi lên tàu đã được hướng dẫn làm tờ khai y tế thông qua phần mềm, tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn khai báo không đúng, vì vậy sau khi xuống tàu tại nhà ga Sài Gòn các thông tin này sẽ được bộ phận rà soát lại. Đối với khách đi tàu á, thì cái điều hết sức là lưu ý là ngoài những cái giải pháp cách giãn cách đảm bảo an toàn rồi mang khẩu trang vân vân thì có một cái vấn đề rất là quan trọng là khách cần phải khai y tế. Cái việc khai y tế thật sự là quan trọng để các cơ quan chức năng có thể nắm bắt được cái tình hình hành khách đi lại. Đối với khách đi tàu về á thì thực hiện cái xét nghiệm đối với tất cả hành khách mà đến ga Sài Gòn. Trước khi thực hiện xét nghiệm thì sẽ trải qua cái khâu kiểm tra lại cái nội dung khai y tế. Cái khâu này thì cũng rất là mất thời gian. Nếu như khách chưa khai hoặc là khai không có đầy đủ hoặc là khai không chính xác. Cho nên là đối với khách đi tàu đề nghị quý khách hết sức lưu ý là thực hiện việc khai y tế đầy đủ và chính xác. Do khâu kiểm tra và bổ sung thông tin y tế mất rất nhiều thời gian nên mặc dù đã bố trí nhiều lực lượng tại khu vực này, nhiều hành khách vẫn phải đứng xếp hàng đợi. Sau khi đã được kiểm tra thông tin, những hành khách sẽ di chuyển vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Tại đây, các đội ngũ chức năng sẽ lấy mẫu từ họng và mũi. Việc lấy mẫu diễn ra nhanh chóng và sau đó hành khách có thể rời nhà ga. Bỏ tầm 10 phút ra thì kiểm tra y tế thì vẫn là tốt. Bởi vì mình bản thân mình cũng muốn kiểm tra sức khỏe chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Đầu tiên là mình phải khai báo y tế điện tử trên tàu trước, thì xuống đó mình sẽ xác nhận thông tin tại quầy. Xong rồi là mình sẽ mang thông tin này đi lấy mẫu. Và lấy mẫu xong thì mình sẽ nhận tờ mẫu xong mình sẽ đi về và xét nghiệm mẫu xong rồi như là sẽ chuyển tới nhà. Như là tới địa chỉ mà mình đã đưa. Em thấy như vậy là rất là an tâm ạ. Tại vì em vào trong này thì em đi làm. Tâm lý thì em ở ngoài quê thì đi vào trong này thì không có lo. Nhưng mà mọi người bảo là đi tàu thì có chuyện xảy ra trong này. Trên cái chuyến hành trình của mình thì vào trong này thì được mọi người xét nghiệm thì mình cũng an tâm hơn. Tàu hỏa là một trong những phương tiện còn duy trì hoạt động nhưng đã giảm còn 2 chuyến một ngày. Chuyến SE4 chiều Sài Gòn Hà Nội và SE3 chiều Hà Nội Sài Gòn. Tại nhà ga Sài Gòn cũng trang bị hệ thống máy tính cùng thông báo và hướng dẫn khai báo thông tin y tế. Đây là việc hết sức quan trọng, không chỉ rút ngắn thời gian để lấy mẫu xét nghiệm mà còn góp phần giúp cơ quan chức năng có thể kiểm soát, hạn chế được dịch bệnh COVID-19.